Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Dungeon Defender 2. Mình đang ở ngoài thành phố và chúng ta có thể nhìn thấy được khung cảnh băng tuyết. Thì khung cảnh băng tuyết này có người giải thích rằng là do có Reckonlaw hay là chúa tể băng giá, cái tên mà đi ra cái đập cái chiêu mà đóng băng hết mấy cái trụ của các bạn đó, do tên đó xuất hiện cho nên chúng ta sẽ có tình trạng này. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy khu vực xung quanh đây rất là đẹp ha, được trang trí rất là đẹp luôn. Và mình đang ở đây để mình vừa bán đồ, mình vừa đi tìm mua đồ. Thì mình cũng thấy có một vài món ưng ý rồi, nhưng mà họ bán mắc quá, mua không nổi. Bán gì tới 5-6 triệu không à, mua không nổi. Tại vì đồ mình cần nó, cái cấp độ nó cũng cao quá. Thành ra thôi, quyết định chúng ta sẽ không đi mua nữa. Và ở nơi đây thì chúng ta cũng thấy là ta có tất cả mọi thứ cần thiết để bạn có thể xài giống y chang như là ở trong tavern hay là trong quán rượu riêng của bạn vậy đó. Và nó cũng có những cái này nè, nó giúp chúng ta có thể di chuyển nhanh giữa các nơi. Và nó có cái khác biệt duy nhất là nó có chỗ này để chúng ta có thể thực hiện công việc reset. Và mình có thể reset được rồi, nhưng không nên làm vào lúc này nha các bạn. Bạn mới chơi, đừng reset làm gì. Reset là sao? Reset là nó sẽ trả về tất cả những con số về Adventure á, nghĩa là mới vừa bắt đầu chơi xong phần cốt truyện xong á, nó trả về hết những con số đó. Và bạn sẽ được một điểm để nâng vô trong phần này. Chúng ta có tổng cộng ở đây là 7, 14. Một hàng là 7, hai hàng là 14. 14 điểm, 14 cái để nâng chứ. Và chúng ta chỉ có được một điểm thôi. Thì bạn reset lần đầu tiên nó không ăn nhập gì hết trơn đó, không xi nhê. Nên đừng làm chuyện đó, đừng dại dột làm chuyện đó. Nếu bạn vẫn thích reset thì cái đó là quyền quyết định của bạn. Và trên đây thì chúng ta có chỗ để thử mấy vị tướng nè. Đó, bạn muốn thử những vị tướng mới trước khi mua thì bạn nên thử. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm một cái phần chơi mới. Đó, nó vừa có thông báo kìa. Có một người chơi vừa nhận được Ancient Power hay là sức mạnh thời viễn cổ đó. Cái đó là những cái điểm mà hồi xưa chúng ta có thể nâng được, còn bây giờ chúng ta nâng không được. Chúng ta phải qua cái việc reset. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến với một cái chế độ chơi nữa. Khi chúng ta đã hoàn thành xong campaign thì các bạn nên đi adventure kiếm thêm đồ hoặc là làm quen thêm những cái màn chơi trong đây. Nếu bạn quá máu lửa có thể đi được luôn expedition Chaos One thì càng tốt ha, không có vấn đề gì hết. Nếu chưa đi được Chaos One thì cứ adventure, và nếu đã đi được Chaos One rồi thì cứ nhảy qua expedition và sau đó là đi onslaught. Thì onslaught này mình cũng có một chương trình truyền hình trực tiếp, chúng ta đi tầng thứ 34 rất là cực khổ thì mới vượt qua được. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có điểm qua luôn ở phần Incursion. Thì Incursion nó sẽ còn mạnh hơn nữa, cho nên mình sẽ cần phải tích lũy thêm. Và nó còn một cái nữa là Market. Thì nơi đây là để chắc người ta tính là buôn bán gì đó đưa vô đây, nhưng mà chỗ này không ai xài hết trơn á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Mastery. Mastery là gì? Mastery là chúng ta sẽ chơi lại những cái màn mà chúng ta đã vượt qua rồi đó. Ví dụ chúng ta đang có Chaos One hay là Chao 1 á. Đây là Chao 1, mình có 20 trên 20 sao. Nghĩa là mình đã hoàn thành ở trong đây. Ví dụ như màn này, chúng ta coi nhà Chao 1 nha, tổng cộng có 105 sao. Bạn lấy 105 chia 5 ra được con số màn chơi mà chúng ta sẽ cần phải hoàn thành. Và mình đã đi hết 4 màn ở trong đây. Chúng ta đi hết 4 màn và tất cả đều được 5 sao. Thì cái này nó khác gì với lại cái expedition? Nó khác ở một chỗ là bạn sẽ cần phải hoàn thành những cái nhiệm vụ người ta đặt ra. Chúng ta có ở đây vẫn là con quái mới, là con cầm khiên nè, goblin cầm khiên chạy tới. Và người ta yêu cầu điều đầu tiên là phải chiến thắng, chúng ta phải sống sót qua tất cả các dòng. Cái thứ hai là phải bảo vệ, protect your jewel, bảo vệ cái viên ngọc nè. Ta sẽ giữ cho cái main core, nghĩa là cái cục trung tâm á, nó sẽ không có bị rớt xuống dưới 90% máu. Bất kể một dòng nào bị rớt xuống dưới là bạn sẽ thất bại ha. Và chúng ta sẽ cần phải giữ cho không có một thiết bị phòng ngự nào bị phá hủy. Thiết bị phòng ngự tại sao mình lại sử dụng từ đó? Tại vì chúng ta sẽ phân biệt ra, chúng ta lát nữa mình sẽ thấy. Thì thiết bị phòng ngự chúng ta sẽ bao gồm là cạm bẫy nè, là trap nè. Rồi chúng ta sẽ bao gồm là trụ nè, là tower nè. Và chúng ta sẽ bao gồm là aura nè. Aura là ví dụ như flame aura đó, cái hỏa kỳ chúng ta hay cắm á. Rồi cái trụ điện cũng vậy nè. Đó, và một cái nữa là cái nâu. Cái nâu là của Eevee. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải có tất cả những thiết bị phòng ngự là không có bị phá hủy. Rồi hoàn thành những cái lần chiến đấu dưới 180 giây là cỡ 3 phút.
Và chúng ta sẽ phải kiếm hết tất cả những ngôi sao trong một lần, nghĩa là phải đạt được hết 4 cái ở trên trong một lần thì bạn sẽ được 5 sao. Mình đã hoàn thành màn này 5 sao, màn dưới 5 sao, màn này 5 sao, nói chung là cố gắng lắm luôn á. Mỗi màn nó sẽ có cái yêu cầu khác nhau nha các bạn. Ví dụ như qua đây, không có cái thiết bị phòng ngự nào được sửa chữa. Không xây dựng cái nâu. Không xây dựng cái nâu là của EV đó các bạn. Và không có cái nào rớt xuống 90% nè. Kiếm thường á là cái đầu tiên và cái cuối cùng là nó sẽ giống nhau thường thôi. Và chúng ta sẽ thấy ở đây ba cái giữa nó khác. Và mình cũng đã làm được nhiều lắm. Chúng ta cũng có Dragonfall Castle và ta đang đạt được tới mốc 40 sao. Thì cứ mỗi một lần 10 sao, ở đây 10, nó sẽ thưởng cho chúng ta một cái thưởng, thưởng, thưởng. Và những mốc thưởng chúng ta nhắm tới sẽ là 50, 105. Đầu tiên là 50 và 105 trước. Chúng ta sẽ đạt được những cái mốc đó. Bạn cũng có thể hoàn thành ở trên Chaos 5, Chaos 4 gì đó tùy thuộc. Nhưng mà bây giờ để làm quen thì chúng ta nên đi Chaos 1 cho nó dễ. Và mình còn cái gì ở đây? Chúng ta hãy coi. Ở đây chúng ta sẽ còn The Throne Room. Nó yêu cầu chúng ta sẽ cần phải sống sót qua tất cả các dòng. Không xây dựng một thể loại Aura. Aura là mấy cái như là Flame Aura, Lightning Strike Aura. Có chữ Aura ở trong là không chơi ha. Không xây dựng Nâu, nghĩa là EV không xài được. Và không có thiết bị phòng ngự nào bị phá hủy cái này được. Và chúng ta sẽ kiếm tất cả ngôi sao trong một lần. Đó, cái đầu tiên và cái cuối cùng thường giống nhau. Và cái này thì mình đề nghị là các bạn nên đi một mình đi, bởi vì chúng ta có thể dễ kiểm soát hơn. Nhiều người quá, người này không hiểu ý người kia say. Nói chung có những cái nó sẽ làm cho bạn bị thua rất là kỳ cục. Nó gây cảm giác ức chế thôi. Chúng ta đang đi Mastery Chaos 1 Chao 1 hay độ khó C1 á. Và đây là màn chơi The Throne Room, là cái phòng chánh điện á, vô ngay vàng đó các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải coi lại. Chúng ta sẽ phải sống sót qua tất cả các dòng, không nói. Không xây Aura, không xây Nâu. Và chúng ta cũng giữ tất cả các thiết bị phòng ngự không bị phá hủy và kiếm được hết tất cả các ngôi sao trong một lần. Như vậy, bạn sẽ không thể nào sử dụng được EV. Đây, EV. Và trước khi chúng ta bước vào phần Mastery á, thì mình đề nghị các bạn là các bạn nên có EV. Tại vì những cái trụ của EV được liệt vào hàng là Nâu. Nâu, chúng ta sẽ thấy những cái Nâu nè, đó, cái chữ này nè, đó. Cho nên nó sẽ có những màn chơi cấm xây trụ, cấm xây Aura luôn, cấm luôn cả xây những cái bẫy nữa. Thì chúng ta phải sử dụng EV. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng, chúng ta sẽ cần phải đổi lại. Nếu không xài EV thì mình sẽ đổi lại. Bây giờ mình không được cấm Aura, không được cấm Nâu, thì mình có thể chơi trụ vậy thôi. Và ở đây chúng ta đang có khá khá thư thái thời gian ha, nên mình sẽ đổi sang anh chàng này. Và anh chàng này thì mình đang có cái Ballista. Đây là một trong những món mà cũng rất là nhiều người thích nè. Mình sẽ xài Slowly Harpoon. Là khi cái này bắn có 34% khả năng nó sẽ, cái mũi bon á, hay là cái mũi mà chúng ta vừa bắn ra á, nó sẽ phát nổ và gây 920% sát thương của cái trụ này ra cái khu vực nhỏ. Như vậy mình sẽ chọn nó. Chúng ta tháo hai món này ra. Đây là được gilded hay được đóng khung vàng luôn nha, nên nó mới lên được 920. Còn bạn chưa đóng thì nó cỡ nhiêu mình cũng không nhớ nữa. Thì bạn cứ xài thử bạn biết ha. Và bây giờ mình sẽ mượn ở bên đây. Chúng ta sẽ lấy Power Defense Race Piercer. Cái này là lấy tạm thôi các bạn, tại vì cái này mình không có xài. Và mình cần phải mượn thêm EV không xài. EV không xài thì chúng ta mượn bên EV luôn đi cho dễ nhớ. Và ta sẽ mượn Destruction và Defense Ray, sát thương và tốc độ đánh. Rồi chúng ta sẽ gắn qua bên đây. Này là Stunfire 7. Ballista chứ, tháo Stunfire làm gì. Đây Ballista. Vô đây Ballista nè. Gắn vô, gắn vô. Nó có nói là trụ không được phá hủy. Trụ không được phá hủy chứ không nói là không được bán ha. Giờ chúng ta gắn vô. Và chúng ta có thể xây. Đường này thì chỉ có hai chỗ. Tại sao mình lại cần lấy cái piercer? Tại vì những con cầm khiên đó, chúng ta bắn cái này nó không có xuyên qua được. Khiên lớn mà. Nhưng mà khi chúng ta xài cái piercer này, nó sẽ xuyên qua cái khiên và gây 65% sát thương. Tốt. Như vậy là mình sẽ cần phải để một dàn trụ
ở có thể là ngay tại đây đi. Chúng ta sẽ để ngay tại đây. Chúng ta sẽ để một dàn trụ ngay tại đây. Ở đây nó chỉ có một đường thôi ha. Và chúng ta có tới 1000 lệnh. Người ta cho rất là nhiều luôn á. Bạn có thể để gập chung nó vô như thế này. Mình đang rất là tự tin với lại sát thương mình có thể gây ra. Khoan, giờ mình bán nó đi cũng không sao. Mình sẽ nhắm về phía bên đây. Chúng ta nhắm về phía bên đó. Và cái tầm của nó hơi ngắn một chút xíu. Nếu mà bạn muốn đổi sang cái gì đó, Deadly Strike tăng tầm cũng được. Và chúng ta đang gây sát thương là tốc độ là 2.26 mỗi giây. Chứng tỏ cũng không có nhanh lắm nha. Không nhanh lắm đâu. Rồi chúng ta sẽ có 3 cây đó. Qua bên này. Và lên trên đây. Lên trên đây thì chúng ta cũng sẽ có 3 cây đi. Mình sẽ gắn nó lên trên đây. Bang. Rồi 3 cây. Lên đây. Và trên này 3 cây. Nghĩa là chúng ta sẽ đón hết tất cả những con quái. Nó vừa đi ra là bắn hết. Không có nhân nhượng. Và ở đây chúng ta sẽ nhắm qua bên này. Đối với phần Mastery này, có một cái nãy giờ quên nói. Đó chính là độ của chúng ta sẽ bị rớt xuống. Nó không còn mạnh nữa. Ví dụ như anh chàng Mân của mình, chúng ta đều biết là độ của mình là áo giáp 10.000, sát thương là tới 11-12.000 gì đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang bị hạ thấp xuống để nó vừa đủ với lại Chaos 1 hay là độ khó C1 á. Cho nên chúng ta không có phải là vô đây là thấy thảm sát đâu nha các bạn. Giờ chúng ta yếu vừa đủ với lại cái phần Chaos 1 này. Nghĩa là bạn nên tìm đồ nào mà maximum điểm á. Thì khi mà chúng ta bị giảm xuống, chúng ta vẫn giữ được cái maximum đó. Rồi mình sẽ cho cái này vô đây. Để vô đây thôi. Rồi và chúng ta thêm một cây bên đây. Nói chung là nó vừa ra là mình bắn hạ liền. Đưa mấy cây này vô. Ở trên này thì mình sẽ để thấp một chút để chúng ta có thể bắn được. Bây giờ nhảy lên. Nhảy lên không lên. Tại vì nhảy lên nó mới dễ coi để chúng ta xây dựng. Và một cái Ballista ngay đây nữa. Ở ngay tại đây. Và có những màn nó yêu cầu chúng ta phải xây rất là nhanh. Và xây nhiều loại khác nhau nữa, chứ không phải là giống như vậy không đâu nha. Và chúng ta vẫn có thể xây tường được. Tại sao ta lại không xây tường? À, chạm ngưỡng rồi, cho nên không xây tường được. Bắt đầu, vô. Đó, quái, level 200 mấy à. Mấy con cầm khiên nè các bạn. Giờ mình bắn rất là mạnh. Đó, và chúng ta có thể bắn xuyên được cái phần khiên của nó cầm. Thì chúng ta sẽ thoải mái lắm. Ở đây mình sử dụng Ballista ha. Rồi chúng ta có thể đi vòng vòng xung quanh đây để bắn thụ. Tại vì món vũ khí của mình là maximum điểm. Cho nên khi chúng ta bị hạ thấp xuống bằng với lại cái độ khó này thì nó vẫn giữ là cái sát thương cao nhất. Và những cái mod của chúng ta thì cũng bằng cái độ khó này, nhưng mà cái mod nó vẫn xịn như vậy. Nó vẫn là cấp độ nào thì nó vẫn giữ cấp độ đó, nhưng mà nó yếu hơn chút thôi. Đó, không thấy lọt luôn các bạn thấy không? Bởi vì chúng ta bắn xuyên giáp mà sao lọt được. Mỗi bên 3 cây. Màn này mình cũng đã thử với lại cái màn mà ASO on the throne room á. Cái màn mà buổi tối á, trời mưa á, mình thủ y chang như vậy luôn. Vẫn không có bị tình trạng lủng xảy ra hay là quái nó có thể vượt qua á. Cho nên chúng ta chơi cái màn mà ban ngày nó rất là thoải mái ha các bạn. Nhưng mà cũng phải nhớ là đi vòng vòng bắn phụ nó. Vì khi nó bắn nổi đâu. Chúng ta có được nâng cấp trụ không? Chúng ta vẫn có thể được nâng cấp trụ. Nhiều khi người ta không cho chúng ta nâng cấp trụ luôn. Nâng cấp trụ thì nâng lên giúp cho trụ mạnh hơn. Rồi và nâng cái này đi. Đó, cấp độ 3. Và cái skin trụ này các bạn có thể nhìn thấy nó hơi khác. Cái đó là mở hộp ra được. Chúng ta có những cái cosmetic vậy đó cho nó đẹp. Và mình sẽ nâng cây đầu tiên để bắn ngay từ phía đằng đầu luôn. Nó nằm trong đó hết rồi, sao tôi lấy. Ở đây thì mình nâng cây này đi. Chúng ta sẽ còn 150 để vừa đủ nâng được hai bên còn lại. Rồi ta nâng cây đây.
và cây phía trên. Đó, nâng xong thì cứ bắt đầu. Và nhờ có Phosphine Remnant với lại Grey Infection á, nó sẽ giúp chúng ta dọn mấy cái đường này rất là nhanh. Đó các bạn thấy không, mình dọn mấy cái đường này rất là nhanh luôn á. Mình cảm thấy đường nào cần sự hỗ trợ thì mình sẽ chạy qua, mình bắn phụ liền. Khi mình để lại những cái vệt lửa như thế này nè, những cái con nó đạp lên, rồi xong sau đó nó sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, con trước chết kéo theo con sau. Rồi chúng ta qua đây, bắn phụ. Mấy tên bự bự nè, bắn vô luôn. Đó. Và các bạn thấy chất độc chưa? Đó, cái Grey Infection là cái đó đó. Cái đó bạn có thể coi lại trong phần truyền hình trực tiếp. Ngày hôm đó chúng ta nâng cấp cái mod đó lên được maximum là 10/10. Mình bắn phụ bên đây một cái, bắn phụ trên kia một cái và xuống dưới dọn con boss thôi, bắn chai thôi. Đây là độ khó C1 mà, cho nên nó cũng không có gì khó khăn ở trên đó. Và vượt qua rất là dễ dàng khi chúng ta có đúng mod và đúng đồ nha các bạn. Đúng mod và đúng đồ là rất dễ. Như vậy là bây giờ đường này chắc phải nâng trước, tại những đường này nó sẽ mạnh, nó sẽ ra có boss, cho nên ưu tiên nâng trước, chạy qua bên kia. Bây giờ ta sẽ thấy là không có gì khó khăn lắm. Lát nữa khi mà nó ra đông hơn thì có thể nó sẽ khó khăn hơn một chút. Và để mình chạy qua bên đây nâng cấp. Đây là màn 3/5. Và bên này nữa là đủ. Bên này lên 5 luôn rồi. Đây 5 chưa? Đây mới 4 à. Và đối với cây này thì sát thương của chúng ta là 174.000, tốc độ là 2.24 giây, nghĩa là 2.24 giây sau nó bắn được một cây, rất là chậm. À, maximum của nó sẽ là 1 giây, nghĩa là 1 giây nó bắn một phát. Này chúng ta phải chờ hơi lâu á. Rồi chỗ này nó có thể lọt vô thấy không? Bắn phụ. Cứ như vậy chúng ta có thể phòng thủ được. Đây là dòng 5/5. Và nãy giờ mình chưa bị lũng lần nào. Chúng ta sẽ có gì ở đây? 2 đường boss, 3 đường boss. Và những cái trụ của chúng ta cũng đã được nâng cấp. Ở đây được gọi là trụ hả các bạn? Tier 5 Tower, Tower là trụ. Rồi, vô. Chúng ta sẽ xử nào. Và con này đứng dậy làm gì? Ngồi xuống đi cưng, ngồi xuống. Chưa ngồi xuống là phải ngồi xuống. Và có một con boss đang cầm khiên chạy vô. Nó kia. Ủa không phải. Nó bên nào? Ơi, nó chạy vô rồi nè. Con này cầm khiên. Con này con boss. Dám chạy vô hả cưng? Sao không chạy được? Rồi có tôi ở đây. Bởi vậy chúng ta phải có mặt để xử lý là vậy đó các bạn. Mình cũng đã nâng cấp để giúp cho những đường của chúng ta bắn nó mạnh hơn. Bạn cũng có thể sử dụng những cái trụ khác, miễn sao được gọi là tower là trụ thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình thích sử dụng cái ballista, cho nên mình xài cái ballista luôn. Rồi vô đây. Bắn liền. Ở đây ngăn chặn ngay từ đầu. Chưa kịp ra đã bị bắn. Đứng đó giật phê phê luôn. Và con boss đâu? Ủa con boss nãy mới thấy đây mà. Chắc do nó dính mấy cái độc với lại dính thêm cái lửa mà mình quăng ra đó. Dính cái băng hỏa chúng ta băng quăng ra đó. Vô đây. Còn mấy bé nè. Mấy bé. Đó. Xong. Hoàn thành. Và ở đây chúng ta thưởng thì đồ nó theo C1 ha các bạn. Nên nó cũng không có gì xịn lắm đâu. Đó, chúng ta có thể thấy được. Giờ mình mở ra cho các bạn coi. Nếu mà mod xịn thì không nói, nhưng mà đồ mà nó sẽ cái cấp nó yếu lắm. Đồ đó thấy không? Heavy chip. Và C1 hay là Chaos One. Khi chúng ta bấm thế này thì sẽ tổng kết lại ta được cái gì. Mình được ở đây 5 sao. Chúng ta hoàn thành hết là cứ 5 sao à. Bạn cứ sai một cái là nó trừ 1 sao đi. Và được 45 rồi. Chúng ta chuẩn bị có được cái Hyper Shark đầu tiên. Bây giờ ta sẽ quay về một phát để chúng ta chọn màn kế tiếp ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một màn nữa, mang tên là Forgotten Ruins hay là Phế tích bị lãng quên. Cũng ở chế độ Mastery và cũng ở C1 hay là Chaos One. Và mình sẽ cần phải chiến thắng. Tất nhiên kiếm hết toàn bộ tất cả những ngôi sao. Nhưng mà không được xây trap cạm bẫy, không được có aura, không được xây trụ.
Vậy sấy gì giờ? Bởi vậy bây giờ là thời điểm EV sẽ tỏa sáng. Bởi vì EV say no nha các bạn. Bởi vậy mình đề nghị các bạn nên cần có EV trước khi quyết định là bạn sẽ cần phải xử lý mastery. Tại vì có những cái rất là dễ, chúng ta đi thì chúng ta sẽ có được EV, ta xài luôn. Và nếu mà xài EV thì ở đây mình đang có hai món có thể xài được là Proton Beam và Preflex Beam. Hai thứ này là mình tập trung xài rất là nhiều. Đồng thời mình sẽ chuyển sang xài ở bên đây là cái này, đây là Weapon Manufacturer. Chúng ta sẽ xài món này bởi vì mình đang có cái No Increase được gilded hay đóng khung. Cái này rảnh đóng khung chơi vậy đó. Chúng ta có thể đặt thêm được tới 6 cái nữa lận. Cho nên mình quyết định là mình chơi cái này. Và chúng ta sẽ gắn Destruction và Defend Ray vô trong đây. Còn cái tầm thì nó không quan trọng ha. Điểm ở đây thì tất nhiên bạn sẽ cần phải maximum điểm này trước, tốc độ đánh, rồi sát thương chí mạng và cái tỷ năng cái gì, tỷ lệ gây chí mạng chứ quên, tỷ năng gì ở đây. Và mình không có nâng về sát thương của cái phần này, cho nên chúng ta sẽ tập trung vô đây. Bấm. Và bây giờ ta sẽ đặt một cái góc trước. Cái góc nó sẽ nằm đây. Và khi nào nó xanh lên như vậy là chúng ta có thể xây được nè. Đó, nó xanh lên. Và nó đỏ là không được nha. Cái bên kia nó cũng phải xanh. Nó xanh là được. Nè, nó xanh là thấy không? Nó xanh là chúng ta có thể xây dựng được. Và nếu để như vậy thì nó sẽ không hay lắm. Giờ mình quyết định là mình chuyển nó vô đây đi. Chúng ta chuyển nó vô đây. Rồi mình có thể để giữa được không? Không. Và ta sẽ có cái này. Đây. Chúng ta sẽ để dàn trải ra. Hết rồi, maximum rồi. Chỗ này nếu mà như vậy thì chúng ta cần phải coi lại ha. Chúng ta làm sao mà chúng ta có thể dàn trải ra được một cách tốt nhất đó các bạn. Rồi được không? Ở đây mình muốn 3 cái nhưng mà có vẻ như là không được 3 cái rồi. Khó quá vậy. Sao đặt cái này khó quá. Để đây coi. Để đây. 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 Ở đây chúng ta cũng sẽ có 3 cái. Đây và đây. Rồi bấm E để có thể hoàn thành. Sát thương của nó. Sát thương 11.700. Rồi như xăng. Ê khoan khoan khoan, 7. EV chỉ có thể nhảy một lần, không nhảy được hai lần. Cho nên rất là nguy hiểm ha. Và chúng ta ra tới đây. Chúng ta cũng sẽ làm y chang như vậy. Và gắn một cái nữa. Tôi muốn gắn một cái ngay đó mà không gắn được. Chúng ta sẽ gắn lên tuốt phía trên này. Ở ngay góc này được. Ngay đây được. Chúng ta phải coi nó xanh lên thì mới có thể gắn được nha các bạn. Và thêm một cái ở xa nữa. Ồ. Thôi không sao đâu. Bùm. Đó. No increase nó rất là lợi thế. Chúng ta sẽ thể gắn được nhiều hơn. Rồi ở bên đây có vẻ như không được. Có vẻ như không được hay lắm. Mình có thể kéo lên cao được không? Không. Mình phải để nó ở đây. Nó gần quá thì cũng không được. Mà nó xa quá thì cũng không được. Và ra đây. Rồi ở giữa này. Ra tới ngoài đây luôn. Để chúng ta chặn lại những cái con nào mà chạy vượt qua các bạn. Như vậy là cái này cũng không nâng cấp được nha. Nên chúng ta sẽ xài thử như vậy trước coi. Và mình sẽ bắn tay những con chim. Tại vì chúng ta không có xây trụ phòng không được, không xây aura được. Đối với mấy con chim thì cái này cũng có thể tấn công được. Nhưng mà nói chung là nó không tới đâu. Mấy con chim bay cao lắm. Rồi ra đây coi thử coi. Nói không? Có vẻ ổn. Tại vì cái relic của mình nó có một cái mod. Nó sẽ gây hiệu ứng giật điện. Là Shocking Revelation. Chúng ta có thể giật điện được mấy con quái. Rồi giờ bắn phụ thôi. Đó. Thấy có vẻ ổn lắm nha. Đường bên dưới, đường bên dưới. Chúng ta coi thử đường bên dưới một cái. Có em nào vượt qua được không? Chúng ta phải rải đạn ra vậy là vậy á. Vô nè, vô nè. Vô. Lát nữa chúng ta còn dư điểm thì mình sẽ gắn thêm mấy cái Reflect Beam vô trọng. Tại vì mình không có đủ sát. Giờ mình có thể lấy sát từ bên kia qua để mình xài Photon Beam cũng được. Ôi ôi, có chân, có chân.
không có cái nào bị phá hủy nha. Và ở đây chúng ta có một cái Atomic Launcher kìa. Đó là bom nguyên tử của EV á. Món này được gọi là Weapon Manufacturer, nghĩa là nó là cái chỗ sản xuất vũ khí. Rồi giờ ta lấy EV một cái. Chúng ta có thể gắn thêm vô. Đây, gắn thêm để làm chậm ha. Và ta có thể gắn vô thêm một lần như vậy nữa cũng được nè. Ở đây thì nó hơi cao chút xíu. À, nó dướng cái kia rồi. Vậy chúng ta phải để sát qua bên đây lên một chút. Đó, mình có thể gây thêm sát thương và làm chậm cái tốc độ di chuyển của mấy con quái trở lại. Đối với cái Weapon Manufacturer á, thì chúng ta không thể nào nâng cấp được nha các bạn. Nên sát thương của nó vẫn cứ như vậy thôi à. Giờ mình còn thiếu bên kia một cái nữa. Chúng ta gắn vô một cái ở bên đây. Chúng ta gắn lên trên này. Và trên đây chúng ta kéo xuống. Rồi kiếm một cái chỗ nào đó nó xanh lên. Có không? Có vừa nãy nó xanh kìa. Sao lên cao quá vậy? Rồi và cái này chúng ta có thể nâng cấp được nè. Cái này thì nâng cấp được ha. Còn cái kia thì không nâng cấp được. Nâng cấp lên. Phòng không thì mình tự xử. Và nâng cấp lên. Đó, ta có thể nâng cấp lên được hết. Và đây, bên này. Rồi còn 146, 146 đây 150. Chăm. Đang. Chúng ta sẽ coi thử coi lần này có bị gì hay không. Có mình bắn phụ nữa mà dễ gì bị gì được. Khi bạn có đầy đủ mob và có được đồ maximum sát thương á, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều nha. Rồi ta bắn cái con kia đi. Con tự sát kìa, Die Bomber. Muốn tự sát hả? Muốn tự sát cũng không có dễ đâu cưng. Và chúng ta bắn hạ bên đây phụ. Ở đây mình sử dụng đồ của EV không à nha. Không có đồ của những cái nhân vật khác hay những anh hùng khác. Tại vì chúng ta bị cấm sử dụng. Không xây trụ, không xây cạm bẫy, không xây aura. Rồi vô đây. Cái này nếu không có EV là bạn sẽ không làm được đâu nha. Rất là căng thẳng luôn á. Rồi giờ nó nằm ở dưới đúng không? Ta coi con boss nằm đâu. Nó bắn phụ. Và chạy vô đây mấy đứa. Chạy vô. Vô bắn nè. Và vô xử con kia. Chúng ta lại tới dòng 5/5. Và bắt đầu. Có 10 con bay vô bên đây. Và mình sẽ canh những cái con mà bay vô trước. Thì cái Weapon Man này chúng ta không nâng cấp được. Mình chỉ nâng cấp những cái Proton Beam thôi. Và Proton Beam của mình hình như là cũng không có sát nữa. Chị chơi dữ ta. Mãi quên bỏ sát luôn. Không có cái sát nào trên đó, chỉ có một cái là Frosty Beam ở trong đó thôi. Giờ mới nhớ đó nha. Lát nữa chúng ta sẽ coi. Tại vì mình gắn qua bên cái Weapon Manufacturer ở trên rồi. Giờ cái này chỉ còn có tác dụng làm chậm thôi. Và sát thương của nó rất là tệ luôn á. Có 17.000 nha. Nếu mà có thêm được cái Destruction thì nó sẽ mạnh hơn được chút. Lại cộng thêm Defense Ray, nó sẽ lên cao hơn. Những con này chạy ra không nổi đâu. Chắc luôn. Chưa kịp ra nó chết rồi các bạn thấy không. Trùm vừa xuất hiện là nổ banh xác luôn à. Ở bên đây thì cái đường nó dài, cho nên nó còn ra được. À, ra hả cưng? Muốn ra à? Có hỏi ý kiến tôi chưa mà đi ra. Ai cho ra? Rồi phát nổ giùm đi. Xong. Giờ còn con boss bên kia thôi. Chúng ta sẽ không làm gì hết. Và coi boss kìa. Đi vô bị tắm trong biển lửa. Và chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Và Hyper Shark đầu tiên. Mass Destruction. Yeah. Và chúng ta chỉ kiếm được 2 bộ Hyper Shark thôi. Bây giờ chúng ta hãy coi EV của mình một phát. Hồi nãy xài bên đây. Mà bên này không có được cái Destruction với lại Defense Ray luôn mới ghê vậy chứ. Thiệt tình. Và để tháo. Và chúng ta sẽ gắn qua bên này. Và mình đang tích lũy tiền để sắm thêm một vị tướng nữa. Vị tướng đó rất là cần thiết để chúng ta đi được lên phía trên trong những cái onslaught cao hơn. Đồ này là đồ dục bỏ, bán hết đi. Và đây là Hyper Shark Mass Destruction. Nâng cấp tốn bao nhiêu tiền? 2 triệu.
nó sẽ tăng sát thương lên từ 1% lên tới 70%. Đã chưa? Rồi, Flame Aura. Mình đang có sát thương là 162.000. Và chúng ta gắn cái này vô. Ta sẽ coi thử cái Flame Aura. Mình sẽ bỏ Vampiric Empowerment đi ha. Và Mass Destruction 239.000. Giờ cái Vampiric thì nó sẽ không thể nào nó mạnh như là cái Destruction được. Chúng ta cũng có thể thử. Bỏ vô một cái còn 206 à. Cho nên chúng ta nên xài Destruction ha, đừng xài Vampiric. Vampiric chỉ khi nào bạn muốn tăng sát thương và bạn có thể dư, bạn bỏ được cái sát gì đó thì bạn chơi. Và bộ này á, chúng ta sẽ có được 6 cái Hyper Shack. Và chỉ kiếm được khi chúng ta đi Mastery. Cứ 50-100, chúng ta nói vậy cho nó chẳng. Nghĩa là bạn sẽ phải đi Mastery. Đây, đi được nửa đoạn đường và tới cuối đoạn đường chúng ta sẽ được nhận một lần nữa Hyper Shack. Và bạn nên làm từ 50-100 trước. Tại vì đây là hai cái Hyper Shack rất là quan trọng. Và một cái nữa là bạn sẽ kiếm được một bộ 6 cái nữa khi bạn đi Prime Incursion. Và đi cái này còn khó hơn nữa, đây là Chaos A. Độ khó này nó ghê lắm. Cho nên chúng ta nên đi bên đây trước. Khi mà bạn đã có mod giống như mình rồi đó, bạn đi thấy dễ không? Rất là đơn giản luôn ha. Và đồ Hyper Shack thường là sẽ sử dụng cho Eevee và Triad. Tại vì hai nhân vật này rất là cần Hyper Shack. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã có được cái Hyper Shack đầu tiên là Mass Destruction từ Mastery rồi đó. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây, một lần các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.